Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của đài phát thanh truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 22 năm 2020 về việc giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo nghị quyết số 84 ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ theo đó, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, gọi tắt là người thuê đất. Với mức giảm tiền thuê đất, giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất nêu trên không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp nếu có. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau, nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất thừa đất đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp. Do tác động của dịch Covid-19 nên số thu ngân sách những tháng đầu năm 2020 của huyện Bát Sát đã thấp. Vì vậy, trong những tháng còn lại của năm, huyện triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo chỉ tiêu được giao của năm. Tính đến hết tháng 7, thu ngân sách của Ba Sát đạt gần 40 tỷ đồng, bằng 29% dự toán tỉnh giao. Một số khu vực có sắc thuế đạt thấp như thu khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương, thu khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương, thu từ khu vực ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thu phí và lệ phí, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát đã có những chỉ đạo cụ thể đối với các ngành chuyên môn và xã, thị trấn thực hiện thu chi ngân sách theo đúng quy định của pháp luật tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quan tâm phát triển quỹ đất sạch để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện chuẩn bị các điều kiện tổ chức đấu giá nhằm tạo nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất tăng thu ngân sách và đáp ứng nguồn chi đầu tư phát triển tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trốn thuế lậu thuế thực hiện cải cách thủ tục hành chính và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh từ năm 2016 đến nay, hoạt động thể dục thể thao của chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được mở rộng với nhiều đối tượng, hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Năm năm qua, ngành văn hóa thể thao và du lịch tổ chức 8 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thể dục thể thao cho hơn 700 lượt cộng tác viên, hướng dẫn viên thể dục thể thao cơ sở các huyện trong tỉnh hướng dẫn thành lập và hỗ trợ trang thiết bị tập luyện cho 50 cơ sở câu lạc bộ thể dục thể thao cấp xã trên địa bàn tỉnh, ưu tiên các xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh, phong trào thể dục thể thao quần chúng được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, đã có 35% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác phát triển thể thao trường học trong thanh thiếu niên nhi đồng cũng được quan tâm triển khai thực hiện. Trong 2 năm 2017 và 2018, đã hỗ trợ cho 8 trường tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thể dục thể thao, đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng. 100% trường học trên địa bàn tỉnh đảm bảo chương trình giáo dục thể chất, trong đó 96% số trường có hoạt động thể thao ngoại khóa, 90% học sinh sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, tổ chức thành công nhiều giải thể thao cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh. Ước kết thúc năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Simacai còn 12,35%, giảm 44,66% so với năm 2015. Trên cơ sở các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, huyện Simacai đã tiến hành phân tích, lựa chọn đầu tư thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương. Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện được thực hiện thông qua việc cấp phát tư liệu sản xuất như cây con giống, phân bón, Hệ thống tứ tiêu, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc, thu hoạch, xây dựng thương hiệu sản phẩm và quảng bá giới thiệu sản phẩm. Từ đó đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư, giúp cho người dân tự tin khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển. Đặc biệt nhiều người dân cũng đang từng bước dần dần thoát khỏi tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, năng động tự tin khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế. Đồng thời mạnh dạn đưa các giống cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất, từ đó góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác thực hiện tốt công tác xóa so đói giảm nghèo và thúc đẩy sự phát triển đi lên của địa phương. Trên 18 tỷ đồng là số tiền tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ cho các dự án chương trình phát triển cây dược liệu trên địa bàn trong 5 năm gần đây. Cụ thể, thông qua chương trình phát triển cây dược liệu giai đoạn 2016-2020, tỉnh chỉ đáo xây dựng cơ chế hỗ trợ nhằm khuyến khích mở rộng vùng trồng, Kết quả đã hỗ trợ 8,4 tỷ đồng cho dự án phát triển dược liệu tại các huyện Bắc Hà, Bát Sát, Bảo Yên và Văn Bàn. Trong đó, riêng huyện Bắc Hà, vùng sản xuất dược liệu trọng điểm của tỉnh được hỗ trợ trên 5,2 tỷ đồng, quy mô thực hiện gần 110 ha. Huyện Bát Sát được hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng, quy mô thực hiện 56 ha tại một số xã vùng cao. Huyện Bảo Yên được hỗ trợ 1,4 tỷ đồng, phục vụ xây dựng vùng nguyên liệu xả 210 ha huyện Văn Bàn cũng được hỗ trợ trên 150 triệu đồng cho việc thí điểm một số loại dược liệu. Cùng với hỗ trợ sản xuất trực tiếp, tỉnh đã hỗ trợ trên 10 tỷ đồng cho các đề tài nghiên cứu về giống, áp dụng kỹ thuật trong sản xuất dược liệu. Hiện quy mô cây dược liệu chính của tỉnh đạt trên 2.260 ha. Giá trị thu nhập bình quân đạt từ 120 đến 150 triệu đồng một hectare, tăng 25% so với năm 2016. Đặc biệt, một số loại dược liệu giá trị cao cho thu nhập khoảng 600 triệu một hecta. Thưa quý vị và các bạn, để bà con nông dân nâng cao thu nhập và thoát khỏi đói nghèo bền vững, xã Tông Trung Phú huyện Mường Khương đã tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đuôi. Trong đó quýt được xác định là cây trồng chủ lực để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân. Khu vực thượng huyện biên giới Mường Khương có địa hình dốc, thường xuyên thiếu nước phục vụ cho sinh hoạt và phát triển nông nghiệp. Sau nhiều năm tìm tòi, học hỏi, bà con đã dần chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây phù hợp hơn như quýt và ớt. Đặc biệt, quýt là loại cây tỏ ra phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng đặc trưng của Mường Khương. Như tại mảnh nương của gia đình bà Thảo Thị Lan ở thôn Dì Thàng, xã Tùng Trung Phố, nhờ chuyển sang trồng quýt mà bà Lan đã có nguồn thu ổn định hơn so với trước đây. So với trồng ngô với trồng cây quýt thì cây quýt là mình thu nhập nó hiệu quả hơn cây ngô gấp, gấp đôi ấy. Cấp đôi gấp ba ấy. Cây ngô thì không cũng rồng nó vất vả hơn, mà cái quýt này rồng thì cũng vất vả, cũng phải chăm sóc nhưng mà đến khi mà mình thu nhập thì nó hiệu quả nó được nhiều hơn, thì kinh tế gia đình mình nó nó nó, nó sẽ được ổn định hơn để cho uh, nuôi các con các cháu nó uh, đến uh, lớp đến trường mà học đến nơi đến chốn. Hiện nay toàn huyện Mường Khương có tới trên 500 hecta quýt. Cùng với mở rộng diện tích, các địa phương đã tập trung hướng dẫn bà con nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng quýt theo quy trình về gáp dưới sự hướng dẫn thường xuyên và sát sao của đội ngũ cán bộ khuyến nông. Hàng tuần đội ngũ này đều có mặt tại các vườn quýt để hướng dẫn người dân cắt tỉa cành sâu, cành vượt, bón phân cho gốc quýt sao cho cân đối hợp lý. chúng tôi thường xuyên xuống hướng dẫn cho bà con là từ khâu làm cỏ bón phân rồi là đến phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại cho cây quýt nếu mà không thường xuyên xuống thăm đồng ruộng thì sâu bệnh hại thì cũng có thể ảnh hưởng đến năng suất của cây quýt ạ với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như tại các xã vùng cao của huyện Mường Khương thì việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp là rất quan trọng năm 2019 xã Tung Trung Phú đã chuyển đổi 146 hecta đất trồng ngô sang trồng quýt đưa quy mô canh tác quýt của địa phương lên 240 ha, dự kiến hết năm 2020 là 350 ha. Việc mở rộng diện tích trồng quýt sẽ giúp cho người dân phát triển kinh tế, so đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, góp phần từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tập trung vào những cái chủ lực như vậy thì trong những năm vừa qua thì cái tỷ lệ hộ nghèo của xã Tông Chu Phố giảm rõ là rõ rệt từ 46 phải 39% năm 2018 năm 2019 thì chúng tôi đã giảm xuống còn 29,88% và giảm 16,51% và trong những năm tiếp theo thì chúng tôi vẫn tiếp tục là cây ăn quả vẫn là cây chủ lực của xã Tông Trung Phố và chúng tôi trong những năm tiếp theo thì chúng tôi tiếp tục vận động tuyên truyền người dân chuyển toàn bộ số cái diện tích mà trồng ngô và cho năng suất thấp, để chúng ta chuyển đổi toàn bộ sang cái ăn quả. Khi xác định được cây trồng chủ lực, thì việc phát triển theo hướng chuyên canh tập trung lớn sẽ thuận lợi hơn. Đi cùng với đó cũng cần quan tâm tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, nghiên cứu cách chế biến, tiêu thụ các sản phẩm để nâng cao giá trị sản phẩm. Từng bước thực hiện hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo tại các địa phương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thực sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.